Mọi người, mấy hôm nay Kim ăn hải sản cay nóng nhiều rồi nên bây giờ Kim sẽ đổi qua món gà nha. Thường cứ ăn gà luộc, gà hấp không à. Cũng hơi chán, hôm nay mình đổi khẩu vị qua ăn gà nướng nha mọi người. Và để nướng cái con gà này ngon hơn, mình sẽ dùng sốt gà nướng gu ngon. Loại này thì để ướp gà này tiện lợi, nhanh gọn lẹ luôn. Bình thường mình cũng hay tự pha sốt á nên mất thời gian tí xíu. Cái này đổ ra gà quét lên, mình để tầm 15-20 phút cho nó thấm vào rồi mình đem đi nướng thôi. Lại hôm nay mình sẽ nướng bằng cái nồi chiên của mình, nó sẽ nhanh gọn lẹ nhưng vẫn đảm bảo có một cái món gà nướng cực kỳ ngon nha mọi người. Cái con mình đang nướng thì ăn tầm 2 người là vừa đủ. Nước xong rồi nè, bây giờ mình cho vào nồi chiên để nướng nha. Và trong thời gian đó mình sẽ chuẩn bị như rau củ để ăn kèm cái món gà nướng này. Đơn giản thôi, mình chuẩn bị mà cái mùi gà nướng thơm ơi là thơm luôn. Phút thì con gà của mình đã chín rồi nè. Mình sẽ pha thêm một ly trà Kim Quốc mật ong Will để uống và ăn kèm cái món gà nướng này nha. Pha thì vô cùng nhanh, gọn lẹ, tiện lợi nhưng mà vẫn đảm bảo một cái ly trà Kim Quốc mật ong ngon. Một ngụm trà Kim Quốc mật ong xong rồi bây giờ mình sẽ ăn gà và chia sẻ cảm nhận với mọi người nè. Gà thì vừa nướng xong nóng dữ lắm luôn á. Nhưng mà đảm bảo gà đã chín rồi, rất là thơm luôn. Gà thì dai, chắc thịt lắm nè. Mình cắn vào cái nước béo của gà, trời ơi, ngon dữ lắm luôn á. Cái phần sốt gà nướng này thì mình ăn mình thấy có vị tiêu nè, ăn có vị cay cay nhẹ. Cái màu sốt khi ướp lên và khi nướng thành một con gà chín như vậy á, cũng đẹp hơn. Cái độ bắt mắt cho món gà nướng. Và những ai đam mê cái món gà nướng này bây giờ khỏi lo. Mua một con gà về, lấy một chai sốt, ướp nhanh, nướng khoảng nửa tiếng là xong rồi. Có được một con gà nướng siêu ngon, ăn cả gia đình luôn. Với lại mọi người cũng thấy nãy giờ mình ăn gà, gà không có bị quá khô, vẫn giữ được độ mềm, mọng nước, vô cùng bắt vị. Bởi ta nói hổm rày ăn hải sản, lâu lâu đổi qua một con gà, trời ơi, nó đã gì đâu á mọi người.